Sáng nay, Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh Hưng Yên tổ chức hội nghị tổng kết công tác tổ chức kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông tại Hưng Yên. Dự và chỉ đạo hội nghị có đồng chí Nguyễn Duy Hưng, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh, trưởng Ban chỉ đạo thi tốt nghiệp trung học phổ thông năm 2020 tỉnh. Kỳ thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 tại Hưng Yên đã đáp ứng được mục tiêu kép là vừa đảm bảo chống dịch COVID-19, đồng thời đáp ứng yêu cầu tổ chức kỳ thi gọn nhẹ, thiết thực, khách quan, công bằng và đúng quy chế. Để đạt được kết quả này, tỉnh Hưng Yên đã huy động sự vào cuộc của cả hệ thống chính trị, phân công trách nhiệm rõ ràng, cụ thể, chuẩn bị chu đáo các điều kiện để phục vụ công tác thi. Phát biểu tại hội nghị, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh biểu dương sự cố gắng, nỗ lực của các cơ quan, cá nhân tham gia nhiệm vụ thi. Đồng chí yêu cầu các thành viên ban chỉ đạo thi tốt nghiệp các cấp cần nhìn thẳng vào những mặt hạn chế, có sự điều chỉnh, thay đổi theo hướng chuyên nghiệp trong các kỳ thi tiếp theo. Trong thời gian tới, Phó Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh yêu cầu ngành giáo dục và đào tạo tiếp tục theo dõi, bám sát những chủ trương, chỉ đạo của Bộ Giáo dục và Đào tạo về kỳ thi trung học phổ thông, sớm triển khai vận dụng, tập dượt để đạt kết quả tốt trong kỳ thi chính thức. Đồng thời tiếp tục đổi mới phương pháp dạy và học, nâng cao chất lượng đào tạo và kết quả thi trung học phổ thông trong những năm tới. Bên cạnh đó, ngành giáo dục và các địa phương tiếp tục phối hợp chặt chẽ đầu tư nâng cấp cơ sở vật chất, tập trung triển khai đồng bộ các biện pháp phòng chống dịch bệnh, xây dựng môi trường giáo dục an toàn. Tại hội nghị, các cá nhân tập thể có thành tích nổi bật trong công tác tổ chức thi tốt nghiệp trung học phổ thông 2020 được nhận khen thưởng của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh và Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.